Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Anh Trọn Đời. Nếu như mà các bạn đang có nhu cầu tìm mua một chiếc máy văn phòng nhập liệu, đặc biệt là bên lĩnh vực về kế toán á, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm một chiếc máy có thể nói là đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại, Dell Latitude 5510. Đây là chiếc máy được thiết kế với cái màn hình là 15.6 inch Full HD và trang bị cái cấu hình cũng cực kỳ mạnh luôn, Core 7-10610U, RAM tận 16GB và SSD 256. Do là có nhiều khách hàng không có am hiểu về máy tính nhiều, cũng như là cái nghiệp vụ xử lý chuyên môn của mình, bảo là những kế toán hay là bên văn phòng cần gì đâu mà mua chiếc máy cho nó mạnh. Tuy nhiên đó là những cái ý nghĩ cực kỳ sai lầm nha mọi người. Với những phần mềm kế toán sau này, ví dụ như là Misa nè, Fast nè, Bravo nè, vân vân. Đây là những phần mềm được chạy trên nền tảng SQL Server cũng khá là nặng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy những cái file Excel được lồng các sheet hay là các macro có file thậm chí là 10MB, 20MB, 50MB rất là nặng nha mọi người. Nên là cần một cái máy trang bị cấu hình mạnh và bộ nhớ RAM cũng như là cái con CPU phải xử lý phải cực kỳ mạnh thì chúng ta xử lý nó mới mượt được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc máy này, Dell Latitude 5510 này nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm thực tế chiếc Dell Latitude 5510 nha mọi người. Với chiếc máy này thì cũng được trang bị đầy đủ những cái cổng kết nối nè. Chúng ta thấy có khe gắn SIM luôn, USB 3.0, HDMI, cổng mạng LAN. Đây là cái chỗ mà để chúng ta khóa cái máy lại. Chúng ta vô các trung tâm bán máy tính, chúng ta thấy có một cái sợi dây để móc vô cái máy tính để khóa lại. Những cái văn phòng nước ngoài ta hay xài lắm mọi người. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng khá ít thấy. Khi mà vô mấy cái trung tâm điện máy thì sẽ thấy nhiều. Cổng jack sạc nè, USB Type-C. Đây là USB 3.0, tản nhiệt nó đi ra. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra bên trong. Chúng ta thấy đầu tiên đập vào mắt chúng ta là thấy ở trên nút nguồn nó có hỗ trợ vân tay. Được trang bị cái con chip Core 7 thế hệ 10 nè, 10610. Bàn phím, hành trình phím thì thiết kế khá là thưa. Gõ theo kiểu đời mới chúng ta thấy được cải tiến rất là nhiều. 2014 trở về trước thì Dell có cái xu hướng làm cái những cái bàn phím, những cái phím là nó dính liền vào nhau mọi người. Đây chính là những cái điểm yếu mà mình đã phân tích ở những trong video trước. Từ 2015 trở về sau thì Dell đã cải tiến. Bàn phím thì có hỗ trợ đèn cho nên là khá là thuận lợi để chúng ta làm việc vào ban đêm. Kích thước màn hình 15.6 inch Full HD. Đây là camera nó nè mọi người, có tắt đóng mở luôn. Đặc biệt là có cái bàn phím số. Anh chị nào mà xài văn phòng hay là bên kế toán thì có cái bàn phím số này rất là tiện. Đây là những cái thông tin rất là đáng chú ý. Vì mình nói là những cái video mình làm chủ yếu là cho mọi người đi trải nghiệm thực tế những dòng máy với cái nhu cầu, với ngân sách mà mình đang có. Mình mua dòng máy nào cho nó phù hợp. Đây là những dòng. Bây giờ mình sẽ khởi động lại để cho mọi người xem cái cấu hình bên trong. Chiếc máy được cái là cái màn hình nó mở ra được 180 độ nên là hạn chế cái việc gãy bản lề mọi người. Con máy này chúng ta có thể chúng ta xài đồ họa 2D hoặc là 3D bán chuyên. Xài văn phòng thì không cần phải nói rồi. Sử dụng cái con chip Core 7 khá là mạnh vào cái phần System Information này. Trên này nó có chữ Dell Latitude 5510 nè mọi người. Thì ở đây nó có là con Core 7 10610 nè, xung nhiệt của nó là 1.8 nè. Mass clock speed nó lên tới 4.9 GHz nè mọi người. RAM hiện tại là 16GB. Thì nó để đây là DIMM Agile, là DIMM slot empty, nghĩa là không có gắn RAM, nó có 2 slot RAM. DIMM B nó đang là 16GB. Ổ cứng SSD của chúng ta hiện tại đang là 256 nè. Bây giờ mình exit. Thiết kế màu bạc rất là đẹp mọi người. Máy này rất là mới, còn rất là mới luôn. Tí nữa mình sẽ tháo ra bên trong cho mọi người coi. Đây là bên dưới đít. Bên dưới đít nè mọi người. Đây là chiếc máy được trang bị cái Windows bản quyền.
Thế hệ thứ 10, lưu ý là thế hệ thứ 8 trở về sau thì chúng ta sẽ được cập nhật lên Windows 11 miễn phí nha mọi người. Tuy nhiên Windows 11 thì khoan, mọi người hãy cập nhật, tại vì nó đang cũng gặp lỗi khá là nhiều. Sắp tới Microsoft tung ra cái Windows 12 rồi. Chúng ta thấy máy chạy rất là mượt. Bây giờ cái mà mọi người sẽ quan tâm là chiếc máy này bên trong của nó có dễ nâng cấp thay thế hay không. Thì mình phải tháo ra nha mọi người. Những dòng máy này tháo có đơn giản lắm. Đây là chiếc máy xách tay ở bên Mỹ về. Hình thức máy đi được còn khoảng 98-99% về ngoại hình. Còn nguyên zin là chắc chắn phải 100% rồi. Máy chưa có qua sửa chữa nha mọi người. Với những dòng Dell Latitude hay những dòng Dell XPS được coi là những dòng laptop cao cấp đến từ hãng Dell, phục vụ cho đối tượng khách hàng là văn phòng, được người dùng rất là thích. Tuy nhiên là lúc mà mới ra thị trường thì những dòng máy này rất là đắt, 30, 40, thậm chí là 5, 60 triệu. Mấy cái dòng 15.6 inch có dòng 8, 90 triệu mọi người, rất là đắt. Những năm gần đây mình cũng nói là người dùng cũng có cơ hội được sử dụng những dòng laptop xách tay này rất là nhiều. Giá lại cực kỳ rẻ, đặc biệt là ở năm 2023 này. Chúng ta thấy những dòng laptop giá rất là rẻ luôn. Thay vì nếu một năm trước chúng ta mua thì nó rẻ hơn được khoảng 5-7 triệu đó mọi người. Có máy thậm chí là 10 triệu luôn. Mình tháo ra cho mọi người trải nghiệm nha. Còn những cái thông tin mà râu ria chúng ta có thể chúng ta lên mạng chúng ta tìm hiểu, nó có rất là nhiều thông tin. Đây là chiếc máy bên trong của dòng Dell Latitude 5510 nè mọi người. Chỉ có một cái quạt tản nhiệt thôi, chắc chắn rồi. Tại vì với những dòng máy văn phòng thì không cần phải hai. Nhưng mà những dòng Dell XPS sau này là hai cái quạt tản nhiệt luôn mọi người. Cục pin của nó là 68 Wh nè, khá là to. Nếu mà cái dung lượng pin này chúng ta xài 4-5 tiếng hơn nha, có thể xài được 6-7 tiếng tùy nhu cầu xài như thế nào. Hồi nãy mình coi bên kia là mình thấy có một slot RAM còn trống nè, đây nè mọi người. Và đây là cái slot RAM 16GB. Đây là cái ổ cứng SSD NVMe có tốc độ là 256. Nếu mà bạn nào lưu trữ dữ liệu nhiều, chúng ta mua 512 hoặc là 1T hoặc là 2T. Tuy nhiên là mình cũng nói là cái nhu cầu hiện tại chúng ta lưu dữ liệu không có nhiều giống như hồi xưa. Nên là 256 là chúng ta đã lưu được rất là nhiều rồi. Đây là cái chỗ để gắn cặp WAN nè, cặp Wi-Fi AC. Cho người xem một vòng nữa. Hai cái loa hai bên nè mọi người. Chiếc máy còn rất là đẹp, nguyên zin 100%. Mình nói lại là ở thời điểm hiện tại chiếc máy này giá rất rẻ, chỉ với 12 triệu rưỡi thôi. Cùng một năm ở trước chúng ta mua con máy này phải 15-16 triệu hơn. Mong là chúng ta sẽ mua được một chiếc máy văn phòng ưng ý và đáp ứng được đúng nhu cầu với cái ngân sách mình đang có nha mọi người. Bye bye và hẹn mọi người những video tiếp theo. Mong là với cái trải nghiệm vừa rồi thì chúng ta cũng có thêm thông tin về chiếc Dell Latitude 5510 này. Chúng ta thấy mặc dù được trang bị cái cấu hình mạnh cộng với cái màn hình tới 15.6 inch, tuy nhiên là cân nặng chiếc máy này cũng khá là nhẹ, chỉ với hơn 1,5 kg một xíu thôi. Thiết kế khá là đẹp mắt nha mọi người. Với những dòng Dell Latitude thì thường được thiết kế cái khung sườn máy làm bằng carbon màu đen có tráng vân. Tuy nhiên đây là cái dòng cũng đặc biệt, thiết kế màu bạc rất là sáng sủa. Kèm với đó là cái hiệu năng và cấu hình cũng không có thay đổi, rất là mạnh, rất là bền bỉ. Một cái điều đặc biệt là chúng ta thấy giá rất là rẻ luôn, chỉ với 12.600.000 mà chúng ta sở hữu được một chiếc máy cao cấp đến từ hãng Dell, đó là dòng Dell Latitude, thì đáng để chúng ta cân nhắc mình mua phục vụ cho nhu cầu công việc cũng như là giải trí của mình. Do là thời lượng video nó cũng có hạn nên là nếu mà bạn nào cần hỗ trợ chuyên sâu hoặc là cần tư vấn không riêng gì sản phẩm này đâu, mà bất kỳ một sản phẩm nào trên thị trường, có thể để lại số điện thoại hoặc là gọi vào số hotline, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người một cách nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Nhân Laptop và trong đời trong suốt những năm qua. Rất là mong tiếp tục nhận được những sự ủng hộ của mọi người bằng cách là đăng ký, bấm vào nút chuông để khi mình làm những video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Đến đây thì xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.